Maguire lại bị chế giễu vì nhận thẻ vàng chỉ sau 3 phút bóng lăn. Trên mạng xã hội Twitter, các fan đã mỉa mai Harry Maguire sau khi đội trưởng Man United sớm phải nhận thẻ vàng chưa đầy 3 phút ở cuộc đụng độ với Nottingham Forest tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2022-23. Phút thứ 3 trong trận đấu giữa MU vs Nottingham, Harry Maguire nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với tiền đạo Taiwo Awoniyi bên phần sân đối phương. Trong pha bóng này, Maguire muốn ngăn chặn một tình huống phản công nhanh của Nottingham, nhưng cách xử lý của anh giống như một cầu thủ đang chơi bóng bầu dục. Sau đó, Maguire phân trần với trọng tài mình bị đối phương kéo áo nhưng chỉ có anh bị phạt thẻ vàng. Trên mạng xã hội, cổ động viên chế giễu Maguire vì bị phạt thẻ sớm vì một tình huống xử lý hài hước không đáng có. Ở trận hòa 2-2 với Sevilla hôm giữa tuần, cựu trung vệ Leicester City cũng bị mỉa mai sau pha đánh đầu phản lưới nhà, dù anh ở trong tư thế bị động. Các fan đều có những chia sẻ hài hước về tấm thẻ phạt của Maguire như sau. Harry Maguire cho tôi hy vọng rằng tôi vẫn có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, ngay cả khi bạn vật người ta xuống. Không đời nào Maguire có thêm một năm nữa ở Premier League chứ đừng nói đến MU thật tồi tệ. Trận đấu mới chỉ đến phút thứ 3 nhưng Maguire đã ăn thẻ. Anh ta là một sự thất vọng toàn tập. May cho Manchester United khi đó chỉ là khoảnh khắc tệ nhất của Maguire ở trận này, còn lại cơ bản là ổn. Giờ người ta mới nhớ Varane và Lisandro Martinez đây này. Do Lisandro Martinez và Raphael Varane cùng dính chấn thương nên Maguire đã được xếp đá chính trước Nottingham. Đây mới chỉ là trận thứ 7 ở Premier League mùa này tuyển thủ Anh có tên trong đội hình xuất phát của Man United. Hiệp một trận đấu trên sân City Ground khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Manchester United khi Antony là người mở tỷ số trận đấu ở phút 32. Đến phút 76, Diogo Dalot ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách. Với 59 điểm hiện có, Manchester United trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23.